Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một bài dạng trung văn, vẫn là cái phần nội dung, vẫn là cái dạng bài hiểu và nắm bắt được nội dung để tìm đáp án. Bài này khá là format và chúng ta sẽ cùng đi tìm các cái keyword để chọn đáp án. Trước khi vào cái phần bài đọc này, các bạn nhớ làm trước khi mà check đáp án của mình nhé. Chúng ta sẽ đọc cái câu hỏi số 1 trước là Kezai hatan sta kuni ni taishite 国際協力が必要なのはなぜだと言っているか là mình sẽ gạch chân vào các cái keyword là tại sao lại cần có sự hợp tác quốc tế. Mình đi focus vào cái phần tại sao đấy thì sẽ tìm ra đáp án nhé. 今のように国際化が進み企業が他国籍化していくと経済もまたEU のように国を越えて経済圏という形態を取るようになる thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy này. Khi mà các cái doanh nghiệp tiến hành quốc tế hóa, rồi đa quốc gia, đa quốc tịch như là ngày nay, thì nền kinh tế cũng có một cái hình thái được gọi là các cái hình thái kinh tế mà nó vượt qua cái ranh giới của các quốc gia, giống như kiểu là Liên minh châu Âu hay còn gọi là EU đấy. Sonaruto tatoeba Girisa no yoni ikkoku no keizai hatan ga Yoruba zentai no keizai ni eikyou o atae. さらにそれが遠くアメリカや日本の経済にまで余波を及ぼしてくる là khi đó, khi mà cái hình thái kinh tế trở nên đa quốc gia như vậy, vượt qua cái ranh giới của các quốc gia như vậy, thì ví dụ như là đất nước Hy Lạp này sẽ ảnh hưởng, ekyo ataeru là gây ảnh hưởng tới cái toàn bộ nền kinh tế của châu Âu. Cái gì gây ảnh hưởng thì nó chính là cái kezai hatan, là cái sự sụp đổ, sự phá sản của một nền kinh tế, của một đất nước. Nó sẽ đem lại cái ảnh hưởng lên cái nền kinh tế toàn bộ của châu Âu này. Sarani ở đây là hơn thế nữa, thì cái điều ấy nó chính là cái sự phá sản là kinh tế của một quốc gia, nó gây ảnh hưởng tới toàn bộ châu Âu ấy. Hơn nữa thì cái điều đấy nó còn lan rộng hoặc là dẫn tới một cái hậu quả mà ma đế đến mức mà nó còn ảnh hưởng, gây hậu quả tới nền kinh tế của nước Nhật, ảnh hưởng tới cả nước Mỹ xa xôi. Global ka sta kezai wa mohaya ikkoku nai no mondai dewa arienai là nền kinh tế mà toàn cầu hóa. Vosta ở đây nó là nền kinh tế khi mà đã toàn cầu hóa ấy, thì mohaya là sớm hay muộn thì nó cũng sẽ không còn, arienai là nó cũng sẽ không còn có cái chuyện là một cái vấn đề ở trong nước nữa, mà sekai zentai no kanke toshite naritatteru no dearu, mà nó sẽ được hình thành. Naritatsu đây là hình thành dưới cái mối quan hệ với toàn thể trên thế giới. Soko de zenseki no yoni ikkoku no keizai hatan ga sensō o hiki okosu toitta koto no nai yoni suru tame ni wa kokusai kyōroku ga hichiyou tonari tondeiru kuni ga mazushii kuni o enzō suru zōyō no shisō ga hichiyou tonaru. Soko de ở đây là chính vì vậy cho nên tame ni wa là cái dấu phẩy thứ nhất, là mình sẽ dịch là để mà thì là cái cụm ở bên trong này thì nó lại có cái chủ ngữ con ở đây này, để và cái sự phá sản kinh tế của một đất nước giống như là ở thế kỷ trước nó không còn, đúng không, yoni suru, nó không còn gây ra hikioko sự nữa, nó không còn gây ra chiến tranh nữa, thì sẽ cần phải có sự hợp tác quốc tế này, đất nước giàu có này. Mazushi kuni o enzo suru là giúp đỡ các cái đất nước nghèo, nhưng mà nó lại bổ nghĩa cho cái cụm danh từ là zoyo no shiso ga hichiyou tonaru, nghĩa là cái tư tưởng viện trợ hay là giúp đỡ của một đất nước giàu, giúp đỡ hoặc là viện trợ đất nước nghèo ấy là một điều trở nên cần thiết này. Jinrui ga kakuheki o motsu ni itatta izo sore wa sakerare nai là izo, đây là một khi mà con người đã đến mức là có cái vũ khí hạt nhân, đúng không? Một khi mà loài người đấy còn sở hữu này, hoặc là còn chứa này vũ khí hạt nhân, thì sẽ không thể nào tránh khỏi cái việc này. Thì cái việc này nó là cái việc gì ạ? Cái việc này nó chính là cái việc mà cần phải có cái tư tưởng viện trợ này, rồi cần phải có cái sự hợp tác quốc tế, và cái điều đấy là cái điều không thể tránh khỏi. Vậy ở đây mình sẽ tìm là
cái lý do mà cần thiết phải có sự hợp tác quốc tế là gì, thì là nó chính là nằm ở cái ý là tame ni hóa ở đây này. Gọi là cái lý do để cần phải có sự hợp tác quốc tế, đó là vì để sao cho sự phá sản của một nền kinh tế nó không gây ảnh hưởng ra chiến tranh nữa, giống như là cái thế kỷ trước nữa. Ví dụ như là thế kỷ trước là cái nền kinh tế toàn cầu hóa thì nó sẽ có liên quan tới toàn bộ nền kinh tế thế giới và nó sẽ không còn là một cái vấn đề của một nước nữa. Nên đáp án của mình nó là gì ạ? Câu số 1 là Yutaka na kuni ga mazushi kuni o tasukeru no wa jindō teki ni tōzen no koto dakara. Bởi vì rằng là cái việc mà nước giàu giúp đỡ nước nghèo là một cái chuyện đương nhiên và đúng đạo lý, đúng không? Thì cái đoạn mà đương nhiên và đúng đạo lý ở đây thì người ta không có nói tới này. Câu số 2 là kokusai kyoroku suru koto ga higai o saisogen ni osaeru yuichi no hōhō dakara. Cái việc hợp tác quốc tế là cái phương pháp duy nhất để hạn chế tối thiểu cái mức độ thiệt hại. Thì cái này nó đang không rõ. Cái đoạn mà higai ở đây là higai cái gì? Thì ở đây người ta đang nói rõ là nó sẽ để cho không bị gây ra chiến tranh nữa. Thì cái từ higai này nó đang không khớp về mặt ý nghĩa này. Tiếp đến là cái đoạn mà yuichi no hōhō này người ta cũng không có nói tới này. Nên cái câu số 2 này bị sai. Câu số 3 là gì? Keizai teki na enjō wa jūrai no keizai hatten no tame no tōshi to kangaeraru kara. Bởi vì là cái việc mà hợp tác quốc tế thì được cho rằng là sự đầu tư cho cái sự phát triển kinh tế trong tương lai, thì cái này cũng không hề nói tới nên câu 3 bị sai. Nó chỉ còn cái câu số 4 thôi. Sekai ni eikyō oyobosu keizai hatten wa senso o hiki okoshi kanenai kara. Bởi vì rằng là cái việc mà phá sản kinh tế nó sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới và sẽ có thể kéo tới chiến tranh, đúng không? Thì nó chính là cái senso o hiki okoshu, thì nó bằng với cái ý ở cái phần đầu tiên này là cái sự phá sản của một nền kinh tế nó sẽ gây ra, có thể nó sẽ gây ra chiến tranh. Còn cái đoạn mà Genseki no Yoni ở đây thì nó trùng khớp với lại cái ý ở bên trên ấy, là ở cái thế kỷ trước có một cái ví dụ là đất nước Hy Lạp nền kinh tế của họ bị phá sản thì nó còn gây ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới, gây ảnh hưởng tới cả nước Nhật rồi châu Mỹ, và nó không còn là một cái vấn đề của một nước nữa mà nó đã hình thành nên cái mối quan hệ giữa toàn bộ thế giới. Nên nó chính là cái ý là Sekai ni eikyō oyobosu keizai hatten, là cái sự phá sản kinh tế nó sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới và nó sẽ có thể gây ra cái chiến tranh, và nó chính là cái ý kết hợp của hai cái câu màu đỏ đỏ như là mình đã bôi ở đây. Tiếp đến mình sẽ đến với cái câu số 2 là cái nguyên nhân của cái sự phá sản kinh tế được mô tả ở đây là giải thích như thế nào về cái nguyên nhân này. Thì ở đây mình sẽ đọc tiếp này. 一方で国内において国内からの経済危機の影響を最小限にとどめるためには経済の本番である実体経験を揺るぎないものにしなければならない. Thì ngược lại, ở trong nước thì để này, ni hóa này, để mà có thể hạn chế được tối thiểu cái mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế từ nước ngoài thì sẽ shinakerebanaranai, thì sẽ phải nani nani ni suru, đúng không? Thì sẽ phải biến hoặc là sẽ phải để cho nó mono, đúng không? Trở thành một cái nền kinh tế mà nó không bị rung động này, hoặc là không bị xáo trộn này bởi cái nền kinh tế thực thể là cái nền kinh tế cơ bản của thế giới. Keizai hatten ga okiru no wa jittai keizai kara yuri sta kinyu keizai no bubun de aru. Là cái nô hóa ở đây thì đằng sau nó là danh từ, vậy là A là B rồi, đúng không? Cái thứ mà gây ảnh hưởng, cái thứ mà gây ra cái sự phá sản của nền kinh tế ấy, đó chính là cái gì? Đó chính là cái bư bừng, đó chính là cái nền kinh tế về mặt tiền tệ, nó tách rời khỏi cái nền kinh tế thực thể. Kaku no torihiki ga kyōdai ni fukuranda sue ni hazukete higai o sekai ni makichirasu no de aru. No de aru ở đây nó chính là giải thích lý do này.
lý do của cái việc mà người ta nói là cái thứ mà gây ra cái sự phá sản của nền kinh tế đó là do cái nền kinh tế tiền tệ nó đang tách rời khỏi cái nền kinh tế thực thể. Hay có nghĩa là, đúng không? Hay có nghĩa là gì? Sau khi mà các cái giao dịch không có thực ấy, hay còn gọi là những cái giao dịch ảo ấy, nó phồng lên một cách quá mức thì nó sẽ bị hajikete, là nó sẽ bị nổ tung này, hoặc là nó sẽ bị vỡ ra này, rồi nó sẽ makichirasu thì nó sẽ giải rác các cái higai, là các cái thiệt hại ra khắp thế giới. Và sono eikyo ga, cái sự ảnh hưởng đó thì jittai ke dai ni oyobanai yo ni, để cho cái sự ảnh hưởng đó là cái sự ảnh hưởng gì ạ? Là cái sự ảnh hưởng của cái việc các cái giao dịch ảo nó bị vỡ tung rồi nó gây ra cái thiệt hại trên toàn thế giới, để cái ảnh hưởng đấy nó không bị ảnh hưởng nên cái nền kinh tế thực thể. Cái nền kinh tế thực thể ở đây nó chính là cái nền kinh tế cơ bản của thế giới đấy. Thì chúng ta sẽ phải sina kereba naranai, thì sẽ phải làm sao để cho cái jisekatsu, là cái cuộc sống thực tế, cái cuộc sống thường ngày của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái thiệt hại đó. Nên là cái câu số 2 của mình ở đây là cái nguyên nhân của cái việc gây ra cái phá sản kinh tế nó là cái gì ấy? Thì nó chính là nằm ở cái phần gạch đỏ ở đây. Thứ nhất là cái từ nô hóa này, thì nó chính là cái nơi mà diễn ra, hay là cái thứ mà diễn ra cái sự phá sản của nền kinh tế, đó là do cái nền kinh tế tiền tệ tách khỏi cái nền kinh tế thực thể, đúng không? Thì cái nền kinh tế tiền tệ ở đây nó chính là cái gì ạ? Nó chính là các cái giao dịch ảo nó bị phồng lên quá to và nó bị vỡ tung và nổ bong bóng đấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng lên toàn thế giới. Nên đáp án của mình nó chính là cái gì ạ? Nó chính là nguyên nhân là do cái nền kinh tế tiền tệ. Nền kinh tế tiền tệ khi mà nó bị phồng lên quá mức thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới nền kinh tế của toàn thế giới. Nên đáp án của mình sẽ chọn này: Kigyo ga takokuseki kashi keizai ga global ka shita tame. Bởi vì rằng là các cái doanh nghiệp mà đa quốc gia này, tiến hành đa quốc gia và nền kinh tế thì là toàn cầu hóa, thì cái này là đang bị sai rồi nhá. Nó nằm ở tít cái đoạn ở đằng trên cơ, nó không phải là cái ý của cái câu này rồi. Câu số 2 là gì ạ? Kokyo o koeta keizai ken ga kyoudai ni narisugita tame. Bởi vì là cái quần thể kinh tế vượt qua ranh giới của các cái quốc gia trở nên quá lớn, đúng không? Thì cái này cũng không nói tới rồi. Câu 3 là gì ạ? Jittai o shitagawanai torihiki ga kakudai shisugita tame, là các cái giao dịch không tuân theo cái thực thể nó bị bành trướng lên quá lớn, đúng không? Thì sugita là quá lớn. Nguyên nhân nó là vì như vậy, thì nó chính là cái đáp án ở cái câu đỏ đỏ này này. Nó chính là các cái giao dịch của mình đây này, các cái giao dịch tiền tệ đấy, nó phồng lên quá to và nó sẽ nổ bong bóng và nó gây ảnh hưởng đến toàn bộ các cái nước ở trên thế giới. Thì nó chính là cái torihiki mà nó không đi theo cái thực thể. Cái giao dịch ở đây thì nó chính là cái kaku no torihiki nhá, là các cái giao dịch ảo nhá. Các cái giao dịch ảo này là của cái gì? Thì là của cái kinju keizai nhá, là cái nền kinh tế tiền tệ nhá. Cái nền kinh tế tiền tệ này thì nó đang tách rời khỏi cái nền kinh tế thực thể, nên là cái jittai o shitagawanai đây thì nó đồng nghĩa với cái ý là jittai keizai kara yuri shita, là nó sẽ không tuân theo, hoặc là nó sẽ đi quá xa, hoặc là tách rời khỏi cái nền kinh tế thực thể và cái keizai và cái nền kinh tế tiền tệ như vậy, hay chính là các cái giao dịch tiền tệ, các cái giao dịch ảo ấy, nó kakudai shisugi, là nó sẽ là fukuranda matsuni, thì nó sẽ hajikete và nó sẽ nổ tung và nó sẽ gây ảnh hưởng thôi. Nên đáp án của mình là cái số 3 này. Còn cái số 4 là gì ạ? Bởi vì là cái quần thể kinh tế hoặc là cái quần thể về cuộc sống ấy, nó đang hoàn toàn tách biệt với nhau, thì cái này người ta cũng không nói đến, sai hoàn toàn rồi. Nên đáp án của mình chỉ còn cái số 3 thôi. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp cái câu nữa là trong cái đoạn văn này, cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất là gì. Mình sẽ đọc tiếp này. Sonotame ni daiji nano wa kokka o koeta kyoudai na keizai ken ni taishite watashi tachi ga jissai ni seikatsu shite iru seikatsu ken という hasso de aru. Chính vì vậy cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây đó là ngoài các cái nền kinh tế, ngoài cái quần thể kinh tế rất là to lớn vượt qua tầm cỡ của các cái quốc gia, thì cũng cần phải có cái ý tưởng về một cái quần thể
sống nơi mà chúng ta đang sinh sống một cách thực tế, đúng không? Thì se katsuke no keizai o ante shita mono yori jiujitsu shita mono ni sodatete iku koto. Thì cái koto ở đây nó chính là một cái cấu trúc ngữ pháp khi mà mình muốn nói về các cái hạng mục cần chú ý này, hoặc là để giải thích các cái quy tắc này, các cái lập lệ này, thì mình sẽ dùng cái từ koto này để nhấn mạnh. Vậy là cái câu đằng trước thì người ta nêu ra cái việc là cần phải có cái ý tưởng về cái quần thể sinh sống nơi mà chúng ta đang sinh hoạt, thì chúng ta cần phải làm gì, thì người ta giải thích thêm đó là gì, đó là cần phải sodatete iku này, là nuôi dưỡng nó thành ní, đúng không? Nuôi dưỡng cái gì thì nó nuôi dưỡng cái ố này. Cái ố này nó đi với cả cái ante suru và nó đi với cả sodateru ở đây này. Có nghĩa là phải nuôi dưỡng cái nền kinh tế của cái quần thể sống ấy thành một cái nền kinh tế ổn định và thành một cái nền kinh tế mà đầy đủ hơn nữa ấy. Thì sekai keizai kokka keizai ga kiki o mukaete mo bikutomo shinai gurai no risk kanri o sonaeta seikatsuke no chikajiku koto de aru. Thì khi đó thì sẽ xây dựng được, đúng không? Xây dựng được một cái quần thể sống đấy được trang bị cái quản lý rủi ro, kiểu như là sẽ bikutomo shinai. Cái từ bikutomo ở đây là không lo sợ này, rồi không bị lung lay này, không bị xoay chuyển này. Đấy, thì cho dù là cái nền kinh tế của thế giới hoặc là nền kinh tế của quốc gia có bị gặp hoặc là chào đón cái sự nguy hiểm đi chăng nữa thì cũng vẫn không hề bị nao núng này, không hề bị lung lay này. Đấy, thì là cái quần thể sống đấy nó sẽ được trang bị cái mức độ quản lý rủi ro, kiểu như là cho dù cái nền kinh tế quốc gia hoặc là nền kinh tế thế giới có bị đón rủi ro đi chăng nữa thì cũng không hề bị lung lay hoặc là không hề bị xáo trộn. Thì cái koto de aru ở đây nó cũng bằng với cái từ koto ở trên này này, nó là người ta đang giải thích về cái C các chữ kèn tối ưu hạt xô đấy, nó chính là xây dựng một cái nền kinh tế ABCD như thế và xây dựng một cái quần thể sống trang bị một cái mức độ quản lý rủi ro như thế. Đây thì cái koto này và cái koto này là cùng cấu trúc ngữ pháp và nó sẽ nêu ra đưa ra các cái hạng mục để giải thích và chú ý cho cái câu ở đằng trước, nó chính là cái phần bôi đỏ ở đây, cái ý bôi đỏ mà mình đã gạch ở đây. Nên cái điều tác giả muốn nói đến đây nhất là gì? Nó chính là cái se katsuken toyu hasso. Và cái se katsuken toyu hasso đấy thì nó giải thích ở cái câu này và cái câu này. Đấy, thì là mình sẽ cùng đi tìm xem đáp án nó nằm ở đâu nhá. Câu số 1 là gì ạ? Sekai no kakudai riku no keizai ken o sarani kakudai shi, là mở rộng hơn nữa cái quần thể kinh tế của các cái đại lục trên thế giới, và trong tương lai thì cần phải biến cái nền kinh tế của cả thế giới thành một cái quần thể kinh tế duy nhất, đúng không? Thì cái đoạn mà hitotsu no keizai ken ở đây là đang bị sai rồi, bởi vì người ta đang chú trọng tới se katsuken cơ mà, chứ người ta có chú trọng đến cái keizai ken này đâu, nên đáp án nó sai này. Câu 2 là gì? Sekai keizai o ante saseru tame ni kinju keizai o saisogen ni shi jittai keizai o kakudai suru beki da, là để mà khiến cho cái nền kinh tế thế giới được ổn định thì sẽ phải thu nhỏ lại cái nền kinh tế tiền tệ này và cần phải mở rộng cái nền kinh tế thực thể. Cái đoạn mà nền kinh tế thực thể này là đang bị sai ý. Phải làm sao để cái nền kinh tế tiền tệ nó không bị ảnh hưởng tới nền kinh tế thực thể thôi, chứ người ta không nói rằng là phải mở rộng cái nền kinh tế thực thể ra. Câu 3 là gì ạ? Kokunai no keizai kiki ga gaibu ni oyobanai yō ni shi gakusensou ga okiru no o sakenakereba naranai. Thì cái câu số 3 này cũng sai nốt nhá. Nó chính là sai ở cái phần ý gạch chân này này. Nó không hề nói đến cái việc là bắt buộc phải tránh xa cái chiến tranh hạt nhân. Còn đáp án của mình nó là cái số 4, là kokusai men deva senso boshi no tame zoyo no shiso ga kokunai deva seikatsuken toyu hasso ga jiyou da. Thì cái câu này mình sẽ hơi thì cái câu này mình để ý này, nó có cái từ gá ở đây và nó cũng có cái từ gá ở đây và nó đều đi với cái từ jiyou này hết này. Gọi là A và B thì đều quan trọng. Thì cái đoạn gạch chân thứ hai ở đây thì nó chính là nằm ở cái đoạn cuối cùng của mình ấy. Đó là chính là
phải để ý tới cái ý tưởng về cái C Katsuken, cái quần thể sinh hoạt sống. Và nó chính là cái ý số 2 này, là cái tư tưởng về cái C Katsuken ở trong nước là một cái điều rất là quan trọng. Còn cái ý gá ở đằng trước ở đây này, nó nằm ở cái đoạn đầu tiên ấy, là cái tư tưởng về viện trợ để mà phòng tránh chiến tranh trên phạm vi quốc tế ấy, thì là cũng là một cái điều quan trọng. Thì nó nằm ở cái đoạn số 1 ấy, nó chính là cái đoạn này này. Có nghĩa là cần phải có cái tư tưởng viện trợ hợp tác quốc tế, rồi nước giàu, rồi giúp đỡ nước nghèo, để mà không bị xảy ra chiến tranh giữa các nước với nhau trên toàn thế giới. Cũng như là cái tư tưởng về cái Seikatsuken, là cái quần thể sinh hoạt sống ở trong nước, mình sẽ giữ cho cái nền kinh tế ở trong nước đấy nó ổn định này. Thì là khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy thì không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, thì như vậy thì cái nền kinh tế của mình nó sẽ vững chắc. Thì nó chính là cái ý của cái bài này. Bài này thì cũng là khá là dài, và chúng mình cũng phải cần phải có cái sự liên kết các cái ý với nhau ấy, thì là sẽ mong giúp cho các bạn có thể hình thành được cái cách tư duy và cái cách phân tích câu, phân tích bài một cách hợp lý và logic nhất nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo nha.